Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn mình sửa những cái bóng đèn 220 này các bạn, mà nó bị đứt rồi. Thì mình bỏ đi thì nó phí lắm các bạn. Mua bóng đèn này thì cũng 50-60 ngàn. Có những bóng này nè các bạn, bạn mua khoảng cả 100 ngàn, khi mà nó có tem bảo hành các bạn. Để mình đã xé ra rồi. Cái rất là uổng. Mình bỏ đi thì nó uổng lắm. Dây ve chai thì nó cũng 1-2 ngàn một bóng à. Nhưng mà mình tận dụng lên mình sửa để mình xài. Những bóng này mình đã sửa nè. Bóng này là bóng điện pin. Đây những bóng mình sửa nè các bạn. Đây những bóng mình cũng đã sửa rồi nè các bạn. Đây nè. Đây bóng mình sửa rồi nè. Rồi những bóng này. Đây những bóng mình chế lại nè. Mình chế lại bóng điện 3V các bạn. Thì bắt đầu nay giờ chính đây á, mình sẽ sửa những bóng đèn này. Mình tận dụng những cái mà nó hư nhiều cái. Ví dụ như 3-4-5 loại nè, tận dụng. Thì những cái nào á thì mình sửa những cái đấy mình xài để mình bỏ uổng lắm. Thì để bắt đầu gỡ cái bóng đèn này ra các bạn, mình chỉ bằng cái cách mà để gỡ rất là dễ mà nhiều người mình không biết. Bạn sử dụng bóng đèn nè, ngay đây bạn nhận vô, bạn dùng hai ngón tay bạn nhận tới vậy nè, bạn nhận chừng nào cái keo này nè nó bung ra cái bọc, nếu bạn có keo dính đậm á bạn nhận vô thì nó bung ra nó sẽ không bể cái mũ này các bạn đâu. Nhấn vô, nhấn đại vô, nhấn gì cũng vừa lại đó, nhấn vô đây mình sẽ gỡ ra rất là dễ luôn. Nhiều người mình không biết đâu, mình gỡ ra nó, mình lấy cái đầu mình cài nó sẽ bể như đây nè, nó bể ngay cạnh này hết nè, rất là ổn luôn. Mà nó xấu nữa, mất công phải dán keo lại nữa, mình gỡ rất là dễ. Một bóng này cũng vậy luôn. Đây mà các bạn lấy đầu mình nhấn tay mình nhấn ra, bóng này nó vỏ này rất là dày, các bạn nhấn phải khéo không thôi nó không bung. Đây bạn nhấn vô, bạn cứ nhấn đại đi, nhấn nào nó bung thôi. Đây nhấn mạnh vô đó, rồi các bạn gỡ ra rồi xong hai bóng. Đây những bóng này luôn, bóng này bạn cũng làm giống tương tự vậy, nhấn vô đây. Đây bóng này bạn cũng cứ nhấn ra, nhấn vô đây còn dính nè, bạn nhấn mạnh vô đó, bung ra bên ngoài. Đây, bung ra bên ngoài. Đây nè các bạn, rồi xong rồi nè, rút mình nhấn rất là dễ. Đây xong rồi, mình đẩy cái phần này ra, mình không sửa, mình sẽ vui chính vào cái dàn vật này thôi. Điện này luôn ra. Đây, bắt đầu mình thử nha các bạn. Các bạn mình thử điện á, 220 các bạn phải kỹ nha. Cái này tay bạn phải kỹ chứ không thôi nó rất là nguy hiểm á. Mình sử dụng cái gì bạn tắt kỹ nha các bạn. Như đây, bắt đầu mình thử. Đó. Con này nó đứt rồi nè các bạn, nó mình ngâm cho nó không cháy nè. Đó, mình bật công tắc lên. Tắt mình ra đang bật rồi. Bật ra. Thấy cái bóng này nó hư rồi ha. Mình tắt xuống. Rồi, thêm một bóng nữa. Những bóng người ta bán ra thì đảm bảo các bạn chắc hư hết rồi. Không ai mà bán bóng mà xài được ta bán cho mình đâu. Đó, bạn thấy nó hư ha. Hư rồi nè. Đầu cháy đâu. Rồi, mình thử đó. Đây bóng này cũng vậy, mình cũng tắt điện á, tới gắn nghe các bạn, mình an toàn về điện là trên hết. Những bóng đèn này điện 220 rất nguy hiểm, không đùa giỡn được nha. Đây hư vậy các bạn, đây các bạn nhìn thấy không, đây nó chớp chớp nè, nó có tiền chớp chớp nữa các bạn. Thì đảm bảo các bạn sẽ trong những dòng bóng nè, nó sẽ có một vài bóng đứt đó các bạn. Đây hồi mình chỉ các bạn phân biệt những bóng nào nó đứt. Đây, các bạn thử này luôn các bạn. Sẵn 4 bóng mình làm luôn. Đây. Đây, các bạn thấy nó cũng chớp chớp ha. Đây nó cũng chớp chớp nè. Đây mình để xa quá không thấy. Đây, các bạn thấy không nè, mình để sát cao ra nè. Đó nó chớp chớp thấy không? Thì các bạn nhìn thấy không, những bóng mà nó chớp, những bóng không chớp là bóng nó hư các bạn. Thấy không? Đây có một bóng nè. Mình lấy cái đồng chỉ các bạn nha. Đây nè, có một bóng nè. Thì đảm bảo bạn cái nó nhìn đeo bóng là không biết bóng này nó bị hư rồi nè ha các bạn, hư ha. Rồi đây mình tắt điện rồi mình sẽ bắt đầu sửa các bạn coi ha. Rồi đây bắt đầu các bạn,
mình cần một cái đầu để mình để cái bóng đèn này lên mình sửa ha. Đây mình để này lên đây video này các bạn, đây hơi xa quá, để sát xuống chút đó, thấy không? Đây mình đi video mình đi hơi xa. Đây em phân biệt các bạn, mình nhìn kỹ những cái bóng nào nó đứt thì nó có đầu đen. Đây, các bạn nhìn kỹ nha, mình để sát cái cao gào nè, như cái bóng này các bạn thấy không, nó có một cái tím đen trên đây nè. Đây mình kỹ mắt mình trong gao ga thì nó thấy nó không rõ. Đây nó có một cái tím đen nè, các bạn thay cái này là nó sẽ cháy nè. Đây là những bóng này cũng vậy, bạn mình để ý. Đây như cái bóng này nè các bạn, mình thấy đây nè, đây nè thấy không, bóng này rõ nhất nè. Đây các bạn thấy không, nó tím một tím đen nè. Để mình lấy con nhíp mình cho các bạn coi nó dễ ha. Đây bạn thấy ha, đây nha các bạn, mình thấy ha, đây cái bóng nửa đen nè, ở này không các bạn thấy không, đó đây bắt đầu nè. Đây thì mình chỉ cần mà thay cái bóng này, nếu mà bạn có cái đồ á thì bạn thay, bữa nào mình sẽ chia sẻ bạn cách mà để thay cái bóng này một từ cái bóng khác qua bóng bên đây mà mình không cần phải hàng trực tiếp vô. Đây này các bạn, bóng này các bạn cũng nhìn thấy nè, mình để sát cho các bạn thấy nha. Đây các bạn nhìn để ý kỹ, đây những bóng mẹ đen nè, đây nó đen nè, đen nè, thì đảm bảo một điều kiện là bạn thay cái bóng này là nó sẽ sáng nè. Nếu mà nó chưa hư cái mạch dưới đây thì mình thay bóng này sáng nè. Rồi bóng này luôn, cái này mình đã sửa rồi. Bóng này, bóng này thì các bạn nhìn ý kỹ, nếu mà nó không có dấu đen á thì là cái trường hợp có thể là anh hư cái mạch chứ nó không hư cái bóng. Đây bạn nhìn kỹ tất cả các bóng nè, bạn thấy đây cái bóng này có luôn đấy các bạn, nãy giờ mình để kỹ không thấy nè. Đây nè các bạn nè, các bạn thấy nó dấu đen không? Đây mình dứt nhẹ chút xíu nữa đen từ lùi nè, nè đó nè, thấy không? Bây giờ mình quyết định mình sẽ chia sẻ cách để sửa những bóng này. Bây giờ mình sẽ thử một cái bóng này đi các bạn. Đây bóng này bóng đen nè, một bóng nè. Bóng này các bạn xử lý rất là đơn giản, tại vì bóng này á nó đi hai hàng thì các bạn đảm bảo thì sẽ có một cái dòng để nó đứt thì một bóng á, thì nó sẽ đứt hai bóng. Cái này nè bạn, còn cái này á thì các bạn thấy một bóng á thì các bạn nãy bóng này bỏ thôi. Bạn nói lại những bóng này rất là dễ. Đây bây giờ mình đây mình rất là dễ, đây mình lại bỏ nè, rồi mình sẽ hàng lại, mình sẽ hàng lại nha các bạn. Đây mình hàng rồi nè các bạn, đó, mình chấm lên không, rồi xong rồi mình thử ha, thử lại đó, mình thử lại mình mở lên ha. Đây rồi thấy cái bóng này không, phải là sáng tất cả luôn, mà nhìn vào trong bóng đèo anh thấy là tất cả những bóng đều sáng trừ một cái bóng bên hàng nó không sáng thôi. Mình tắt các bạn chối quá rồi xong rồi các bạn, mình thấy các bạn thấy rất là đơn giản. Nếu mà các bạn đem bóng đèn bỏ bạn mua bóng khác thì khoảng 40.000 về bạn mới xài có một bóng đèn mới mình xài, mà cũng thời gian thì xài bóng đèn mà khi mà bạn sử dụng nhiều á thì cái tuổi thọ bóng đèn thời gian nó sẽ giảm, nó sẽ đứt một bóng à. Còn không thì gặp những trường hợp dụ như nước vô hay là điện nó cao thấp gì đó nó cũng đứt nữa các bạn. Bạn thấy mà cái video mình nó hay á thì bạn cho bạn chia sẻ video cho bạn bè mình biết, mà đăng ký kênh cho mình để mình có động lực mình ra những video khác. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, mình xin chào các bạn.